Đại Phụng đã canh nhân chương 2030, chiến lược vượt qua thần thù một. Hứa thất an. Hắn đến đây lúc nào? Vị nhất phẩm võ phu này xuất hiện, khiến các siêu phàm quanh mình hoặc xa hoặc gần bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện, không có bất cứ dấu hiệu nào, giấu giếm được cảm giác của một đám cường giả siêu phàm. Hứa ngân la tới rồi. Nơi xa loan ngọc ngạc nhiên lẫn vui mừng hô nhỏ, mắt lấp lánh tỏa sáng, cười tươi như hoa. Long đồ nhẹ nhàng thở ra, chạy trở về coi như kịp thời, lần này xem như có cái để đánh rồi. Miễn cưỡng. Tâm cổ sư Thuần Yên thấp giọng nói. Có hứa thất an vị nhất phẩm võ phu này tham chiến, đại phụng cuối cùng có thể vãn hồi chút xu hướng suy tàn, ít nhất khi đối mặt ba vị Bồ Tát, không là bị động phòng ngự nữa, mà là chủ động tấn công. Thậm chí, nhất phẩm võ phu còn có thể phụ trợ nửa bước võ thần, cùng Phật đà hình thành đánh giằng co cũng nói không chừng rốt cuộc đã trở lại. Đám người Atola, Kim Liên đạo trưởng như rút được gánh nặng. Đại Phụng bây giờ rất cần chiến lực cấp bậc nhất phẩm võ phu. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể rảnh tay phụ trợ thần thù, gia tăng phần thắng cho hắn đối kháng siêu phẩm, bằng vào một mình thần thù, căn bản đánh không lại Phật Đà. Trạng thái thê thảm của thần thù lúc này, chính là chứng minh tốt nhất. Tuy nửa bước võ thần không dễ thua, nhưng bị Phật Đà mài tiếp như vậy, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Kết cục này, triều đình hy vọng tới chậm một chút, như vậy có thể dời đi càng nhiều dân chúng, cứu lại càng nhiều tính mạng vô tội. Khi mọi người ùng ùng nghĩ ngợi, thấy hứa thất an sách đổ ách la hán bước ra một bước. Nơi hắn đi qua, vật chất máu thịt màu đỏ sậm như nước bùng bị khí cơ văng ra, tuy chúng nó tấn công như điên, nhưng vẫn không thể tiếp cận hứa thất an. Một màn này, vừa lúc như thần thù không lâu trước đó từng bước một bước lui chúng nó. Cái này. Trái tim cao thủ siêu phàm phe đại phụng điên cuồng đập lên thình thịch, một phán đoán lớn mật thành hình ở trong lòng, bọn họ bởi vậy tim đập nhanh hơn, huyết mạch phun trào, dâng lên cơn mừng như điên không thể đè nén. Độ ách theo hứa thất an, từng bước một đi ra khu vực bình thường. Lão hòa thượng khô gầy chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi đã tấn thăng nửa bước võ thần. Vấn đề này hỏi ra miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hứa thất an. Tắc luân a cổ lướt ra vài trăm mét mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn dương cung tôn huyền cơ kim liên đạo trưởng cùng với sở nguyên chẩn cùng hàng viễn phía sau hơn nữa những người này càng nhịn không được ngừng thở hứa thất an khẽ gật đầu vẻ mặt bình tĩnh ừm vẻ mặt bình tĩnh giọng điệu bình thản nhưng ở trong tay người nghe thấy như là một tảng đá khổng lồ đập vào mặt hồ không là một ngôi sao băng đập vào đại dương mênh mông nhất lên cảm xúc có thể so với sóng thần lại một vị nửa bước võ thần sinh ra cửu châu xuất hiện một vị nửa bước võ thần mới từ thời đại thần ma kết thúc vô tận năm tháng tới nay nửa bước võ thần có ghi lại rõ ràng chỉ có một vị thần thù bây giờ cùng với về sau sẽ có một cái tên mới ghi vào sử sách hứa thất an nói từ trên ý nghĩa nào đó số lượng nửa bước võ thần so với siêu phẩm càng thưa thất hơn ban đầu nhìn thấy hứa thất an chạy tới lưu ly bồ tát và la thụ bồ tát cùng quảng hiền bồ tát chỉ là có chút kinh ngạc sắc mặt ba người chậm rãi cứng đờ lạc ngọc hành lạnh nhạt như băng chăm chú nhìn hứa thất an mặt mày dịu dàng nàng nhìn không phải nửa bước võ thần là nam nhân nhà mình quá nửa là gặp được giám chính hoặc là trước khi ra biển từ ti thiên giám đã đạt được cái gì kim liên đạo trưởng vuốt râu mà cười lão trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ đều là người am hiểu mưu tính, bố cục, đạo trưởng mèo mướt biết dám chính sâu không lường được, đối với hứa thất an tấn thăng có phán đoán cùng chờ mong nhất định. Lúc trước ở Nam Cương mới gặp, hắn chỉ là vẹn vẹn tam phẩm võ phu, một năm thời gian, đã là nửa bước võ thần. A phấn chấn kích động, đồng thời nhớ lại ngày xưa, chỉ cảm thấy tựa như mộng ảo. Hắn thật sự đi đến một bước này rồi, trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trên cửu châu, đây chính là đệ tử của ta đó, ta là lão sư của nửa bước võ thần, hôm nay kiếp nạn lôi châu có thể giải, dân chúng vô tội sẽ không gặp họa nữa. Tay dương cung thu ở trong tay áo hơi phát rung, cảm xúc dân trào. Tôn huyền cơ. Tôn sư huynh muôn vàng lời nói đều ở trong lòng. Trong đêm tối, truyền đến tiếng cười phóng đảng không kiềm chế như cùng sinh của sở nguyên chẩn, quét sạch mây đen. Hằng viễn đại sư bên hắn chấp hai tay lại, mặt đầy vui mừng. Một tên thần thù đã đáng sợ như thế, hứa thất an cũng thành nửa bước võ thần rồi đủ để chống lại siêu phẩm nhĩ y nhĩ bố nhỏ giọng nói thầm từ trong giọng điệu cùng vẻ mặt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra nghe ra cảm xúc sợ hãi giám chính con bài chưa lật của ngươi quả nhiên là hắn ánh mắt tác luân a à của thầm âm trầm khuôn mặt già nua thô ráp nhìn không ra cảm xúc ý tưởng nào đó trong lòng lão đã được nghiệm chứng sau khi trải qua đầu óc ngẩn ra ngắn ngủi, trong đầu Loan Ngọc chỉ còn lại một ý nghĩ. Ta từng ngủ nửa bước võ thần, ta là thủ lĩnh có tiền đồ nhất trong lịch sử tình cổ bộ. Nàng kích động khuôn mặt ửng hồng, hưng phấn cả người run rẩy. Các thủ lĩnh cổ tộc cũng kích động mừng như điên, tuy bọn họ chưa từng ngủ với nửa bước võ thần, nhưng hứa thất an trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trong lịch sử cửu châu, cũng ý nghĩa Nam Cương có được một vị nửa bước võ thần làm minh hữu. Tây vực hôm nay dị biến, có lẽ chính là tấm gương của Nam Cương ngày mai. Không thể trách bọn họ sợ. Hiện nay, có một vị minh hữu mạnh như thế, các thủ lĩnh yên tâm hơn không ít. A-di-đà Phật, Đại Thừa Phật Giáo Thiên Thu Vạn Đời. Khuôn mặt khô gầy của độ ách lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Hứa thất an nhìn quét một vòng siêu phàm phe đại phụng, thủ lĩnh cổ tộc, vu sư vu thần giáo, bồ tát Phật môn, ở trong vẻ mặt hoặc kiên kỵ hoặc mừng như điên hoặc tức giận của bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần thù cùng phật đà sau đó hắn từng bước một quay về bên người thần thù ven đường đẩy ra vật chất máu thịt như nước bùn trong quá trình này toàn bộ cường giả siêu phàm đều nhìn tới đuổi theo bước chân của hắn mới bước vào nửa bước võ thần thực lực như thế nào làm tốt lắm hứa thất an hướng thần thù gật gật đầu lúc này thần thù đã mọc ra máu thịt tươi mới nhưng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ tựa như một thân thể bị lột da. Lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng bám vào trên xương khớp hắn, ăn mòn thân thể hắn, chống lại đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần, làm thần thù tái sinh trở nên tương đối thông thả. "Ngươi làm cũng không tệ." Thần thù thản nhiên nói. Khi hai người nói chuyện, vật chất máu thịt ngưng tụ thành tượng Phật cao lớn, ở cao hướng xuống nhìn xuống hứa Thất An, lần đầu phát ra thanh âm to lớn uy nghiêm. Thủ môn nhân siêu phẩm quả nhiên biết tất cả biết võ thần là thủ môn nhân được định sẵn chỉ có hoang ở hải ngoại không biết hứa thất an hừ một tiếng nói ngươi cùng vu thần săn giết nhất phẩm võ phu không cho phép nhất phẩm võ phu trưởng thành lên chính là vì ngăn chặn thủ môn nhân xuất hiện bây giờ ta đã nửa bước võ thần bất tử bất diệt ngươi còn có thể giết ta sao hắn đang nói cái gì thế đám người a tô la dương cung kim liên đạo trưởng nghe như lọt vào trong sương mù các thủ lĩnh cổ tộc tương tự chưa nghe hiểu thủ môn nhân không phải dám chính sao sao nhất lên quan hệ với võ phu trong mơ hồ bọn họ cảm thấy lời của hứa thất an lộ ra tin tức rất quan trọng nhưng lúc này không phải thời điểm truy hỏi tới cùng chỉ có thể cố nén sự tò mò như trăm móng vuốt cãi trong lòng án binh bất động trả lời hứa thất an là phật đà im lặng trong im lặng từng mặt trời thu nhỏ chậm rãi thành hình đừng sơ ý thần thù báo cho nói ta biết hứa thất an nâng cổ tay để trồng mắt sáng lên ý đồ cắt không gian mang mặt trời thu nhỏ dời đi nhưng hắn rất nhanh đã thất bại trong mỗi một mặt trời thu nhỏ đều ẩn chứa ý chí phật đà chúng nó là một chỉnh thể trừ phi mang bọn nó một lời dời đi toàn bộ nhưng pháp khí này không thể cắt không gian phạm vi mấy km cái này vượt qua phạm vi bao dung của pháp khí lúc này phật đà quỷ dị biến mất xuất hiện ở phía sau hứa thất an kim cương pháp tướng bành trướng khí tức mênh mông, 12 đôi nắm tay đập xuống. Một đòn này đủ để mang nhất phẩm võ phu đánh gục. Phật văn đại biểu nhân của đại luân hồi pháp tướng sáng lên, chiếu ra một tia sáng vàng, chiếu vào trên người hứa thất an. Hào quang đại luân hồi pháp tướng trượt, hứa thất an xuất hiện ở phía sau Phật đà, cũng như quỷ mị, vô thanh vô tức. Nhưng hắn chưa thể ra tay xé rách tượng Phật Phật đà ngưng tụ thành. Đại từ đại bi pháp tướng ngâm xướng kinh Phật, phạm âm từng trận, trừ khử chiến ý của kẻ địch. Đại trí tuệ pháp tướng xoay ngược bánh xe ánh sáng, giảm đi chỉ số thông minh của kẻ địch chung quanh. Phật đà bằng vào thủ đoạn quỷ dị khó lường của mình, phục khắc lại một màn lúc trước đối phó thần thù. Thấy thế, phản ứng trước hết là tôn huyền cơ, hắn mở ra trữ vật pháp bảo, lại lấy ra một cái chuông đồng xanh. Thuật sĩ luôn giàu có như vậy. Dương cung búng nho quang, thanh quan ủng hộ. Kim liên đạo trưởng nâng tay, nhắm ngay hứa thất an tính tăng thêm phúc duyên cho hắn ầm uhm. bầu trời nổ vang tiếng sét đánh xuống từng cột sét to như vải nước trời đất nháy mắt nhụn màu trắng xóa mưa to tầm tả rơi xuống điều này đánh gãy thao tác của đám người tôn huyền cơ bức bách bọn họ không thể không bị động phòng ngự hô phong hoáng vũ năng lực của nhị phẩm vũ sư Vua thần giáo cũng ra sân rồi trong lòng cường giả siêu phàm phe đại phụng trầm xuống lạc ngọc hành không chút do dự dựng ngón tay thành kiếm thao túng phi kiếm bắn về phía hứa thất an thân kiếm bốc lên thất tình lục dục nồng đậm khiến người ta trầm luân khiến người ta sa đọa một chiêu này sở nguyên chẩn lúc trước từng dùng không có gì bất ngờ phật đà khởi động lĩnh vực vô sắc lưu ly khiến mọi thứ quanh mình mất đi sắc thái cho dù là phi kiếm của lục địa thần tiên đối mặt pháp thuật siêu phẩm thi triển cũng không thể tránh khỏi rơi xuống lúc này đại nhật luân hồi pháp tướng của phật đà đã ngưng tụ thành đám người lạc ngọc hành từng kiến thức tình hình thê thảm của thần thù vừa rồi thấy ở trong mắt vội ở trong lòng nửa bước võ thần muốn đối kháng một đòn tích tụ lực lượng của phật đà cũng phải trả giá thê thảm nặng nề mà không hề phòng bị cứng rắn chịu mặt trời oanh tạc mặt trời chậm rãi lao về phía hứa thất an đột nhiên trong bầu trời đêm truyền đến tiếng cười duyên tiếng cười dễ nghe êm tai rõ ràng không lớn lại rõ ràng chui vào trong tai mọi người, chui vào trong linh hồn, mang đến mị hoặc như trăm móng vuốt gãi trong lòng, y nhĩ bố, sở nguyên chẩn các tu sĩ phẩm cấp không cao này, trước mắt xuất hiện từng trận ảo giác. Ván đầu hoa mắt Đám cao thủ nhất nhị phẩm như tắc luân A cổ theo tiếng nhìn lại, dưới màn đêm nặng nề, tuyệt thế yêu cơ chân trần như tuyết, đạp không mà đến, nàng đẹp không giống phàm vật nhân gian, tám cái đuôi cáo như khổng tước xuề đuôi. Yêu giả xinh đẹp Cửu vĩ hồ đến rồi, theo đó mà đến, còn có tầng tầng uy áp cuồn cuộn như thủy triều, không phân biệt bao trùm mỗi một vị cường giả ở đây. Nhất, nhất phẩm. Ba vị Bồ Tát Phật môn khẽ biến sắc. Bọn họ rất rõ nhất phẩm cửu vĩ hồ ý nghĩa cái gì, không kịp kinh ngạc giận dữ, bao gồm bọn họ ở trong, sức chú ý của toàn bộ siêu phàm, đồng thời bị hứa thất an và Phật đà hấp dẫn. Dưới ma âm rót vào đầu óc, hứa thất an giải thoát mấy đại pháp tướng ảnh hưởng cũng chính là lúc này, đại nhật luân hồi pháp tướng đập xuống. Hít sâu một hơi, hứa Thất An tháo vòng tay xuống, nuốt vào trong bụng, tiếp theo, mỗi một lỗ chân lông của thân thể đều đang phun ra sương mù máu, tinh huyết quanh thân thiêu đốt, lực lượng xỏ xuyên tứ chi bách hải. Huyết tế thuật. Hai cánh tay hắn rung lên, trầm giọng nói. Lực lượng chúng sinh. Từng dòng chảy nhỏ vô hình vô chất, từ bốn phương tám hướng lao tới, như biển nạp trăm sông hội tụ vào trong cơ thể hắn khí tức tăng vọt. Thế này còn chưa xong, ngoài thân hắn hiện ra hoa văn vặn vẹo, tựa như hình xăm, chậm rạp bao trùm làn da toàn thân. Người thấy hình xăm này, sự sợ hãi trong lòng nháy mắt nổ tung, chỉ cảm thấy đối phương chính là tượng trưng, lực lượng, là thần linh cai quản lực lượng thế gian. Cuối cùng, hắn sụp xuống toàn bộ khí cơ, lắng động lại toàn bộ cảm xúc. Thiên địa nhất đao trảm. Thẳng đến ngày nay, hắn không cần mượn dùng đao ý cũng có thể thi triển pháp thuật này. Ở dưới bí pháp thiên địa nhất đao trảm dẫn đường, những lực lượng này sụp xuống toàn bộ trong hố đen hình thành ở đan điền. Tác Luân à A cổ hơi biến sắc, không nói hai lời, vung tay áo cửi hào quang màu đen, chạy về phương xa. Bồ Tát Phật Môn, cường giả siêu phàm đại phụng, thủ lĩnh cổ tộc, không để ý chém giết chiến đấu, nhao nhao tránh lui. Trong quá trình này, bọn họ quay đầu nhìn, thấy vị mới bước vào nửa bước võ thần kia hướng tới đại nhật luân hồi pháp tướng đánh ra nắm tay ngay sau đó bọn họ mất đi thị giác ánh sáng mạnh tổn thương trong mắt bọn họ khiến mỗi một vị dám quay đầu hai mắt chảy xuống hai hàng lệ máu ầm uhm. khí cơ mênh mông và phật quang màu vàng hình thành một đám mây hình nấm thật lớn cuồn cuộn sông lên trời cao hơn một ngàn mét thân thể phật đà hóa thành bùng cạo ra từng tầng một từng khối một hủy diệt mọi sinh linh ở phạm vi vài dặm đều không tồn tại chỉ có thần thù cùng hứa thất an hai vị nửa bước võ thần bức tượng phật phía sau có tám đại pháp tướng đứng lặng kia ở nháy mắt đại nhật luân hồi nổ tung thi triển hành giả pháp tướng tránh đến xa xa không biết qua bao lâu tất cả gió êm sóng lặng chỉ còn mặt đất tràn ngập vết thương cùng hai bộ xương khô đỏ bừng thực đau hứa thất an thần niệm truyền âm nói so với thần thù còn mạnh hơn Quảng Hiền Bồ Tát thấp giọng nói. Với lực lượng hứa thất an vừa rồi bùng nổ ra, đã vượt qua thần thù. Lưu Ly Bồ Tát và già La Thụ chưa nói chuyện, không nói một lời, vừa rồi trong lòng đám người kim liên đạo trưởng nặng nề bao nhiêu, bọn họ bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Đến một bước này, hành động dành trước tầm ăn rỗi trung nguyên, đặt ưu thế của Phật đà hoàn toàn thất bại. Ai, phiền toái rồi. Tắc Luân A cổ thở dài nói, lão nhìn lướt qua hai gã linh tuệ sư bên người, Bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trái lại, siêu phàm đại phụng do Lạc Ngọc hành làm đại biểu, cùng với thủ lĩnh cổ tộc, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hiển nhiên, Hứa Thất An bùng nổ chiến lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, mang cho bọn họ lòng tự tin mãnh liệt. Hứa Thất An phun ra mảnh vỡ địa thư, bàn tay xương cầm trấn quốc kiếm, nói: "Đại sư, ngươi giúp ta chống đỡ mấy đại pháp tướng ảnh hưởng." thần thù bộ dạng nửa xương khô im lặng không nói dẫn đầu lao về phía phật đà thừa dịp đối phương chế trụ phật đà có hiệu quả hứa thất an sụp xuống khí cơ và cảm xúc dung nhập lực lượng chúng sinh chém ra ngọc toái mặt đất bao trùm ngàn dặm nước ra một khe đất dài đến trăm trượng vật chất máu thịt bên cạnh khe đất cháy đen làm vật cứng hoàn toàn mất đi sinh cơ nhưng đối với phật đà mà nói thương thế như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì ngực hứa thất an đồng bộ nước ra vết thương do kiếm sau đó phục hồi như cũ. Giết không chết siêu phẩm, thủ đoạn bình thường không thể cấu thành uy hiếp đối với siêu phẩm. Hứa thất an không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là tình huống bình thường. do thánh vì sao chỉ phong ấn, lại không giết chết vật đà cùng vu thần. Không phải không muốn, mà là không có cách nào. Muốn giết chết siêu phẩm, cần thủ đoạn đặc thù. Lúc này, thần thù mở miệng. Thủ đoạn đặc thù. Hứa thất an khiêm tốn thỉnh giáo ta không biết thần thù thản nhiên nói nhưng ta biết nên bức lui hắn như thế nào hắn không nói nữa tự mình làm mẫu lực lượng mênh mông mà đáng sợ từ trong thân thể thần thù dân trào ra tựa như nước lũ vỡ đê trong phút chốc thiên địa nguyên tố hỗn loạn mây đen bao trùm đỉnh đầu chớp giật sấm rền đánh xuống lại không phải mưa mà là lửa mặt đất nổi lên hào quang như kim loại thổ linh cùng kim linh dung hợp không có trật tự cả vùng đất đều đang chớp lên, trời sinh hiện tượng lạ, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là thiên địa đang bài xích võ phu hay là võ phu đang bài xích thiên địa. Đây là đặc tính tự thành thiên địa của võ phu cụ thể hóa. Khi mới vào nhất phẩm, hứa thất an cũng từng dẫn động thiên địa dị tượng, đưa tới lôi kiếp. Nhưng không khoa trương như thần thù. Mang lĩnh vực nửa bước võ thần triển khai, hình thành một mảng không gian không có trật tự, lấy cái này để đối kháng Phật đà cắn nuốt đối với mảnh thiên địa này thấy vật chất máu thịt lui tan từng từng hứa thất an giật mình hiểu ý tứ thần thù hắn lập tức noi theo thần thù triển khai lĩnh vực đưa tới thiên địa dị tượng nhất thời vật chất máu thịt như đại dương mênh mông phẫn nộ dâng lên từng tầng sóng triều vỗ đánh tấn công xâm nhập lĩnh vực khổng lồ nửa bước võ thần dựng lên mà sau đó bị lực lượng đáng sợ đốt thành bùn đất khô khốc cứng rắn sinh cơ đoạn tuyệt hai bên cứng lại một lát sống triều do vật chất máu thịt đỏ sậm tạo thành lui đi phật đà từ bỏ tầm ăn rỗi lôi châu luyện ra sơn hà ấn nếu chỉ là một vị nửa bước võ thần hắn có thể thông qua nước chảy đá mòn mài tiêu hao đến lúc đối phương cạn kiệt tinh lực nhưng đối mặt hai vị nửa bước võ thần cuối cùng bị tiêu hao đến cạn kiệt tinh lực sẽ chỉ là hắn đuổi theo xem xem lợi hứa thất an khép mở thần thù gật gật xương sọ hai vị nửa bước võ thần nháy mắt biến mất đi hai tay lưu ly bồ tát phân biệt đặt ở bả vai hai vị bồ tát mang theo bọn họ biến mất ở tại chỗ tát luân a cổ rút ra đã thần tiên cuốn lấy y nhĩ bố cùng ô đạt bảo tháp hóa thành ánh sáng đen bóng lao đi phương xa a tô la và cửu vĩ hồ có thù sâu hận lớn với phật môn cũng không nguyện bỏ qua ở đây hướng tới phương tây đuổi theo kết thúc rồi dương cung như trút được gánh nặng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng trên vẻ mặt có phấn khởi khó có thể đè nén, thành công đánh đuổi Phật Đà, ý nghĩa đại phụng đối mặt đại kiếp, đã bước đầu có sức tự bảo vệ mình. Tôn Huyền cơ phun ra một hơi. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Theo sau nhìn xem, hứa thất an và thần thù tựa như muốn đi Tây Vực một chuyến. Tây Vực là địa bàn của Phật Đà, biểu hiện lúc ở Lôi Châu, khẳng định không có khả năng đánh đồng lúc ở Tây Vực. Nếu thực đánh nhau, bọn họ bây giờ chạy qua, còn có thể cho giúp đỡ nhất định. Đỗ Ách La Hán chấp hai tay lại. Tây vực rất nguy hiểm, tốt nhất ở xa xa quan sát, đừng bước vào địa giới Tây vực. Lạc Ngọc Hành vốn muốn đi đuổi đánh vu thần giáo, nghe vậy, đành phải từ bỏ ý định, theo đám người kim liên đạo trưởng cùng nhau hướng tới Tây vực. Lúc này, Lý Diệu Chân còn ở giữa trời biển chờ đợi hứa thất an. Đồ chó, vì sao chậm như vậy? Phi Yến nữ hiệp lo âu nghĩ biên giới tây vực cùng lôi châu bóng người hứa thất an và thần thù đột ngột xuất hiện hai người đứng ở ngoài đường biên giới nhìn vật chất máu thịt màu đỏ sậm lùi về tây vực dung nhập đại địa đến tận đây khí tức phật đã biến mất không dấu vết lúc này hai người đã hoàn toàn nhổ đi lực lượng đại nhật luân hồi khôi phục nguyên dạng nhưng đều là bộ dáng trần như nhộng đại thừa phật pháp giáo đã thành lập phật đà thế mà còn có khí vận cắn nuốt tây vực hứa thất an vừa nói vừa lấy ra hai bộ áo bào, ném một bộ cho thần thù, miễn cho không cẩn thận, liền cùng thần thù có gì đó, đến lúc đó cửu vĩ hồ phải gọi hắn hứa thúc thúc, có liên quan với vu thần giáo. thần thù giải thích một câu đơn giản, khoác thêm áo bào, trầm ngâm nói, ta có tu hành phật pháp, có thể đi vào thử một lần, không phải thô bỉ nữa. trong lòng hứa thất an lại nhảy một tiếng, lắc đầu nói, có thể lợi dụng con rối dò đường thì đừng lấy thân mạo hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không nỡ sử dụng dao long mặt ngọc cất giấu trong mảnh vỡ địa thư, lấy pháp thuật không gian bắt tới một con thỏ hoang, bóp chết sau đó cấy vào cổ con của thi cổ. Sở dĩ lựa chọn thi cổ, mà không phải tâm cổ khống chế, là vì tâm cổ chỉ có thể chia sẻ một ít cảm quan mơ hồ, ví dụ như thị giác. Mà cổ con là thao túng sâu hơn một tầng, con rối thì giống như phân thân điều này có thể khiến Hứa Thất An cảm ứng được trạng thái của Phật Đà lúc này tốt hơn. Con thỏ hoặc bát vào tây vực đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái miệng, mắt thấy con thỏ sắp bị nuốt, nó linh hoạt nhảy lên một cái, nhảy lên cao cao, tránh được cái miệng rộng dưới thân. Nhưng ngay sau đó, con thỏ bay lên không chủ động lao đầu chui vào trong cái miệng rộng nứt ra trên mặt đất. Cái này, Hứa Thất An lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thần thù liếc nhìn, chờ đợi hắn phân tích. Ta chưa phát hiện bất cứ hạn chế, thao túng nào, chỉ là đơn giản nhảy lên. Hứa thất an nói. Nhưng sự thật là, con thỏ vừa mới nhảy lên, đột nhiên tự mình lao vào trong cái mồm đó. Cách một lát, hai vị nửa bước võ thần đồng thời giật mình, hứa thất an thấp giọng nói. Phật đà đã sửa chữa quy tắc. Hắn mang quy tắc nhảy lên đổi thành rơi xuống, ừm, hẳn là như vậy. Có thể khiến nửa bước võ thần không phát hiện được bất cứ hạn chế cùng thao túng nào, tự mình dê vào miệng cọp, giải thích duy nhất chính là thay đổi trên quy tắc. Thiên địa quy tắc chính là như thế. Cho nên hứa thất an không phát hiện được bất cứ gì khác thường. Cái này không phải Phật đã có thể làm được. Thần thù bình luận. Nho thánh cũng có thể mạnh mẽ sửa chữa quy tắc, nhưng đó là đặc thù của hệ thống, hơn nữa sau đó sẽ gặp cắn trả. Bởi vì ở Tây Vực, Phật Đà đã không phải siêu phẩm, mà là bản thân thiên địa. Hứa thất an thở dài giám chính nói không sai mục đích thật sự của siêu phẩm là thay thế thiên đạo trở thành hóa thân ý chí của thế giới cửu châu nếu nói lúc trước trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ như vậy bây giờ đã hoàn toàn tin lời giám chính thần thù nghĩ nghĩ hướng phía trước bước ra một bước lực lượng mênh mông đáng sợ dân trào ra đưa tới thiên địa dị động nguyên tố hỗn loạn nhưng những nguyên tố hỗn loạn này ở lúc tới gần tây vực hết thảy bị lực lượng càng cường đại hơn dẹp yên lĩnh vực võ phu thần thù khởi động bị trắng ở ngoài Tây Vực. Cái này tiến một bước nói rõ, Tây Vực và cửu châu thế giới xuất hiện phân cắt ở cùng không gian, lại không thuộc về một thế giới. Đây là bí mật của đại kiếp, thần thù muốn cắn nuốt cửu châu, diễn biến ra thiên địa hoàn toàn mới. Thần thù nhìn về phía hứa thất an. Không phải diễn biến, là thay thế. Hứa thất an trầm giọng nói. Thần thù nhìn ranh giới tây vực rộng lớn phía trước, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói thì ra là thế hắn như là phá giải một nghi vấn hoang mang đã lâu đại sư có ý kiến gì không hứa thất an nhân cơ hội thử thương sinh chi kiếp thần thù bình luận hắn đợi một lát thấy thần thù không tiếp tục nói lại hỏi đại sư ta đã là nửa bước võ thần phát hiện trong cơ thể có thêm rất nhiều hoa văn kỳ quái giống như linh uẩn của thần ma thần thù nói chúng nó có được đặc tính bất diệt là tiền vốn để nửa bước võ thần có gan gọi nhịp với siêu phẩm ta từng nghiên cứu chúng nó thành quả duy nhất là chúng nó là không trọn vẹn hứa thất an cao mày không trọn vẹn hắn chưa cảm giác được không trọn vẹn thần thù nghĩ nghĩ phân tích cách nói càng chuẩn xác hơn là tựa như chỉ khắc ra một cái hình thái ban đầu của trận pháp phương diện chi tiết còn đợi hoàn thiện mỗi một trận văn đều là độc lập nhưng thiếu liên hệ với nhau chúng nó có được đặc tính bất diệt nhưng chúng nó cũng không phải một cái chỉnh thể có lẽ chỉ có tấn thăng thành võ thần mới có thể khiến trận pháp này thật sự thành hình mỗi một tế bào đều có được đặc tính bất diệt nhưng lại là thứ độc lập hứa thất an giật mình đây là nguyên nhân ngươi lúc trước sẽ bị phật đà phân thây phong ấn vô số tế bào đại biểu vô số trận văn nhưng bởi vì độc lập với nhau cho nên có thể chia lìa thần thù gật gật đầu hứa thất an tích cực thảo luận vậy ngươi có biết tấn thăng võ thần như thế nào không biết thần thù trả lời khiến hứa thất an bất ngờ một phen hắn nói mang trận pháp trên người hoàn thiện quá nữa chính là võ thần đây không phải nói lời thừa sao ta cũng biết ta hỏi là phương pháp cụ thể hứa thất an tức giận nói hoàn thiện trận pháp như thế nào thần thù nhìn hắn không có biểu cảm gì nói vừa rồi phật đà gọi ngươi thủ môn nhân hứa thất an giải thích ta lần này ra biển gặp giám chính lão nói cho ta biết thủ môn nhân chỉ có thể sinh ra từ hệ thống võ phu thần thù đánh giá hắn mục đích giám chính nâng đỡ ngươi là mang ngươi bồi dưỡng thành thủ môn nhân hứa thất an gật đầu thần thù nói ta cũng là nửa bước võ thần nhưng giám chính lại chưa nâng đỡ ta mà là lựa chọn ngươi chúng ta có thể từ trong mưu tính quá khứ của giám chính phỏng đoán ra chân tướng sự việc ngươi cần hiểu rõ hai vấn đề một hắn vì sao phải nâng đỡ ngươi hai hắn để lại cái gì ở trên người ngươi để lại thủ đoạn hứa thất an theo bản năng đánh giá thần thù người sau nhíu nhíu mày ta hiểu rồi hứa thất an nói đáp án không cần nói cũng biết là khí vận hắn sẽ trở thành quân cờ của giám chính là vì hắn là con của Hứa Bình Phong, mà Hứa Bình Phong đánh cắp quốc vận Đại Phụng. Tính tới trước mắt, giám chính tuy cho hắn rất nhiều giúp đỡ, nhưng đó đều là đang giúp hắn thăng cấp, tăng lên thực lực, mà tất cả cái này vẫn như cũ là quay chung quanh khí vận triển khai. Thần Thù Hạ kết luận Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt khí vận là đủ, giữ được khí vận, lại đi mò mẫm tấn thăng võ thần như thế nào. Lúc này, thanh quan chợt lóe, Tôn Huyền cơ mang theo một đám siêu phàm đến thấy hứa thất an và thần thù chưa lỗ mãn mở màn đại chiến đám người dương cung kim liên nhẹ nhàng thở ra thần thù thản nhiên nói phật đà tạm thời sẽ không tầm ăn rỗi lôi châu nữa ta sẽ lưu lại trấn thủ biên cảnh các ngươi tự tiện hứa thất an bảo tôn huyền cơ để lại mấy khối ngọc phù truyền tống cho thần thù mấy trang giấy ngôn xuất pháp tùy của nho gia đây là ứng phó pháp thuật mấy đại pháp tướng của phật đà sau đó nói phật đà một khi ngóc đầu trở lại liền lập tức liên lạc ta Phật Đà tầm ăn rỗi Lôi Châu cần thời gian, mà hắn từ Kinh Thành chạy tới Lôi Châu, chỉ cần thời gian cực ngắn. Cho nên cũng không sợ Phật Đà thừa dịp hắn trở lại Kinh Thành, nhân cơ hội thâu tóm Lôi Châu. Hắn tiếp theo nói với mọi người. Trở lại Kinh Thành trước, có chuyện gì sau này nói sao? Cửu Vĩ Hồ và A Tô La nhìn Tây Vực một cái, không cam lòng, nhưng thần thù và hứa thất an cũng đã không có ý xâm nhập Tây Vực, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Hứa thất an dơ lên tròng mắt lớn ở cổ tay, mang theo một đám siêu phàm rời đi. Lúc này điêu thuyền còn ở trên đường chạy tới. Không, lúc này phi yến nữ hiệp còn ở giữa biển trời chờ đợi hứa ngân la. Chân trời dần lộ ra màu trắng. Kinh thành, trong ngự thư phòng. Vương Trinh Văn một đêm không ngủ đã lộ mỏi mệt, bọng mắt sưng lên, trong mắt trải rộng tơ máu. Cảm giác lo âu trong lòng Hoài Khánh tăng vọt, dịu dàng nói. Vương Ái Khanh đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vương Trinh Văn lắc lắc đầu, nói. Tràng trọc khó ngủ, không bằng không ngủ. Giờ phút này chưa có tin tức truyền đến, đó là tin tức tốt nhất. Lôi châu nếu không thủ được, như vậy tình thế sẽ tiến vào giai đoạn ác liệt nhất, đến lúc đó mới là đại nạn tới đầu thật sự. Hoài Khánh không khuyên nữa, nắm mảnh vỡ địa thư, trầm ngâm không nói. Ngụy Uyên và Triệu Thủ Tương đối bình tĩnh, người trước đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, cho dù đau đặt ở trên cổ cũng sẽ không có cảm xúc biến hóa quá lớn. Người sau là công phu dưỡng khí không tồi, cho dù trong lòng cảm giác lo âu tăng vọt, mặt ngoài cũng không lộ ra chút nào. Triệu thủ nghĩ nghĩ, nói. Lôi châu nếu không còn, bệ hạ đầu tiên cần ổn định triều cục cùng lòng người, sau đó mau chóng triệu hứa ngân la trở về, bàn bạc săn giết giả la thụ như thế nào, giúp hắn tấn thăng nửa bước võ thần. Chỉ cần hứa ninh yến tấn thăng nửa bước võ thần, tất cả khó khăn có thể giải quyết dễ dàng. Hoài Khánh nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy Uyên lắc đầu, thở dài nói. Nói dễ hơn làm, Phật môn sẽ không cho chúng ta cơ hội này, nếu cho, vậy phải cẩn thận ngược lại là chúng ta. Vương Trinh Văn đồng ý ý kiến của đối thủ cũ, giai đoạn này, so với cân nhắc giúp hứa ninh yến tấn thăng nửa bước võ thần, không bằng đi thử một phen thái độ vu thần giáo, kết minh với bọn họ, Vô thần bài trừ phong ấn, còn cần 2-3 tháng. Tuy vô thần giáo giúp Phật đà một phen, nhưng chỉ cần hai bên là quan hệ cạnh tranh, vậy thì có thể thử kết minh. Triệu thủ cười lạnh nói. Vô thần giáo bày rõ muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Vương Trinh Văn đối chọi gay gắt. Chỉ cần để vô thần giáo tin tưởng chúng ta không có thực lực lưỡng bại câu thương với Phật môn, vu thần giáo tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Thấp kém cỡ nào? Triệu thủ lắc lắc đầu, hơn nữa, cái này tương đương với mang điểm yếu giao cho vu thần giáo, tùy ý hắn xâm lược, lại là một hồi đàm phán hòa bình. Hắn chỉ đàm phán hòa bình là sau khi dám chính bị phong ấn, phản quân Vân Châu khởi xướng lần đàm phán hòa bình cắt đất đó. Không khó tưởng tượng, vua thần giáo khẳng định cũng sẽ đưa ra yêu cầu tương ứng, không đánh mà thắng thâu tóm tranh giới đại phụng, hơn nữa sẽ so với phản quân Vân Châu càng quá phận hơn. Ngụy Uyên bình luận, uống rượu độc giải khác Hoài Khánh sau bàn lớn trải lụa vàng khoát tay. Thế cục chưa định, bàn luận những thứ này còn sớm. Nàng chỉ có thể dựa vào lý do như vậy để bình ổn tranh luận, nhưng cũng biết, nếu Lôi Châu thật sự bị Phật đà thâu tóm, khắc khẩu tương tự còn có thể bùng nổ, hơn nữa đến lúc đó chính là văn võ cả triều tụ ở Kim Loan Điện tranh luận không ngớt. Chủ trương đầu hàng, hoặc là đầu nhập vào vu thần giáo chỉ sợ là chủ lưu đi. Chết theo quốc gia cần có chí, không thể trông cậy vào mỗi một vị quan viên đều có giác ngộ như vậy hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ phố phường sẽ truyền lưu ra lời đồn nữ tử xưng đế hại nước hại dân nghĩ đến đây hoài khánh mỏi mệt dây dây mi tâm tuy bằng vào thủ đoạn của mình cùng đám người ngụy uyên hứa thất an giúp đỡ nàng đã ổn định ngôi vị hoàng đế nhưng quan viên tầng dưới chót cùng phố phường thậm chí học sinh giới nho sĩ đều tồn tại dị nghị lúc quốc thái dân an những dị nghị này chỉ là oán giận không đau không ngứa một khi quốc gia rung chuyển bốn chữ nữ tử xưng đế sẽ bị phóng đại trở thành mục tiêu đổ tội nàng thật không dễ gì mang quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp dân chúng chịu đủ thiên tai và chiến loạn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức ai ngờ là một đợt vừa bình đợt sau lại nổi lên lúc mấu chốt này nàng mới sẽ nhớ tới mình là nữ tử mới sẽ nghĩ đến cần một chỗ dựa mà thân là vua của một nước nam nhân có thể được nàng coi là chỗ dựa, muốn dựa vào, cũng chỉ có hứa thất an. Trước mắt, chỗ dựa này còn ở hải ngoại lêu lỏng tới mất liên lạc. Nhưng, chính bởi vì chậm chạp không liên lạc được, Hoài Khánh mới vẫn ôm chờ mong đối với hắn như cũ. Không chừng hắn sẽ tấn thăng nửa bước võ thần trở về, nam nhân kia chưa bao giờ khiến nàng thất vọng. Đột nhiên, Hoài Khánh lòng có cảm giác, nâng mắt nhìn lại. Ngụy Uyên triệu thủ so với nàng sớm hơn một bước trong ngự thư phòng trống trải không chút dấu hiệu xuất hiện một đám người nam nhân cầm đầu khuôn mặt sáng sủa mặt trường bào màu chàm như ngày xưa chính là hứa thất an xa cách mấy tháng phía sau hắn là lạc ngọc hành a tô la cửu vĩ hồ kim liên đạo trưởng các cường giả siêu phàm ngụy uyên vương trinh văn triệu thủ và hoài khánh đồng thời đứng lên hắn đã trở lại còn mang về cường giả siêu phàm ở lôi châu hoài khánh tựa như nghĩ tới cái gì Tiếp đó nghe thấy tiếng tim mình điên cuồng đập thình thịch, nàng cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng âm điệu mang theo một tia run run lại xuất hiện. Phật đà lui rồi. Nghe vậy, Vương Trinh Văn Ngụy Uyên và Triệu Thủ cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hứa Thất An từng một tiếng. Hoài Khánh miếng môi, mang theo một tia chờ mong, một tia cẩn thận, thử nói. Ngươi tấn thăng nửa bước võ thần rồi. Bộ dáng nàng đến thở mạnh cũng không dám, mang theo tư thái chờ mong cùng cẩn thận, khiến nàng thoạt nhìn có chút tội nghiệp, tựa như cô bé hỏi cha có mang về búp bê vải mình yêu thích hay không. Vương Trinh Văn theo bản năng siết chặt nắm tay, tay áo bào hơi run rung. Ngụy Uyên thoạt nhìn khá bình tĩnh, nhưng hắn nhìn một người, chưa bao giờ chuyên chú như vậy. Triệu thủ nhịn không được ngừng thở. Hứa thất an cười nói. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Trải qua khúc chiết, thiên tân vạn khổ, Cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tấn thăng nửa bước võ thần. Lôi châu tạm thời bảo vệ, Phật Đà đã lui về Tây Vực. Cửu vĩ hồ bên cạnh trừng mắt. Nửa bước võ thần, hắn thật sự đã tấn thăng nửa bước võ thần. Hoài Khánh đạt được đáp án mong muốn, trái tim treo ở cổ họng nhất thời rơi xuống trở về, nhưng vui sướng và kích động lại chưa yếu bớt, ngược lại cuồn cuộn sông lên trong lòng. Khiến gò má nàng nhộn lên ửng hồng, trong sóng mắt lóe ra ý mừng, nụ cười khóe miệng vô luận như thế nào cũng không khống chế được. Quả nhiên, hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng, mặc kệ là đồng la lúc trước hay là hứa ngân la hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ. Hoài Khánh luôn ôm chờ mong cao nhất đối với hắn, nhưng hắn vẫn lần lượt vượt qua mong muốn của nàng, mang đến niềm vui bất ngờ. Ninh Yến tấn thăng nửa bước võ thần, lại thêm thần thù vị nửa bước võ thần lâu năm này, cuối cùng có tự tin gọi nhịp với vu thần giáo hoặc Phật môn bất cứ một thế lực nào, ván cờ này vẫn có thể tiếp tục đánh ai tên trẻ trâu lúc trước hôm nay đã là nửa bước võ thần như đã trôi qua mấy đời ngụy uyên như trút được gánh nặng đồng thời tâm tình phức tạp có thổn thức có vui mừng có hài lòng có đắc ý cân nhắc đến thân phận mình cùng với trong ngự thư phòng cao thủ tập hợp ngụy uyên vẫn duy trì bình tĩnh cùng thông dong phù hợp địa vị mình không nhanh không chậm nói làm không tệ nửa bước võ thần đó nếu nhớ không lầm hẳn là vị nửa bước võ thần đầu tiên của trung nguyên nhân tộc tuyệt đối có một không hai như nho thánh phải ghi một nét bút ở trên sách sử hứa ngân la từ nhỏ theo học thư viện vân lộc bái viện trưởng triệu thủ làm thầy triệu thủ nghĩ đến đây liền cảm thấy kích động tính lập sách sử lão đang muốn tiến lên chúc mừng thoáng nhìn ngụy uyên thông dong bình tĩnh không một gợn sóng vì thế lão đành phải duy trì bình tĩnh cùng thông dong phù hợp địa vị mình chậm rãi nói tốt lắm đại phụng được cứu rồi lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết hứa thất an thuận lợi trở thành nửa bước võ thần lão phu ánh mắt không tệ ồ hai lão già này rất bình tĩnh nha vương trinh văn giống như về tới năm đó mình tên đề bản vàng hận không thể hát vang một khúc trắng đêm mua say nhưng thấy triệu thủ và ngụy uyên đều là vẻ mặt bình tĩnh vì thế lão cũng duy trì bình tĩnh phù hợp thân phận chậm rãi gật đầu chúc mừng tấn thăng quả nhiên là các đại lão chìm nổi quan trường vui giận không hiện ra mặt. Hứa thất an âm thầm tán thưởng một câu, nói. Đáng tiếc chưa có manh mối như thế nào tấn thăng võ thần. Cơm phải ăn từng miếng. Ngụy Uyên thiếu chút nữa mở miệng dạy hắn làm việc, nhưng nhớ tới cấp dưới ngày xưa đã là đại nhân vật thật sự, không cần hắn ân cần dạy bảo, liền nhịn xuống. Quay sang hỏi. Tình huống lôi châu như thế nào, đã chết bao nhiêu người? Trong sự trầm ngâm của các siêu phàm, độ ách la Hán nói chỉ bị diệt một trấn lớn, hơn 2.000 người. Kim Liên đạo trưởng và hàng viễn mở miệng, chậm nửa nhịp. Từ trong chi tiết nhỏ này có thể thấy được, Độ Ách La Hán là chú ý thương sinh nhất, lão là thật sự bị Đại Thừa Phật Pháp tẩy não, không, rửa tội rồi. Trong lòng hứa thất an đánh giá, sắc mặt Hoài Khánh rất nặng nề gật đầu, nhìn về phía hứa thất an, nói Khoảng thời gian này ngươi ở hải ngoại, Phật môn cử hành Phật Pháp Đại Hội, theo Độ Ách La Hán nói, Phật Đà chính là mượn dùng đại hội này, đã xảy ra dị biến đáng sợ. Nguyên do cụ thể chúng ta không biết, nhưng kết quả ngươi nghĩ hẳn đã biết, hắn đã biến thành quái vật cắn nuốt tất cả. Nàng chủ động nói từ đầu đến cuối trận tai họa này, thay hứa thất an giảng giải tình huống. Kim Liên Đạo trưởng nói tiếp. Khi độ ách la hán rời khỏi Tây Vực, Phật Đà vẫn chưa tổn thương lão, nhưng sau khi Đại Thừa Phật Giáo thành lập, khí vận Phật môn sói mòn, Phật Đà liền sốt ruột không chờ được muốn cắn nuốt lão. Rõ ràng dễ thấy, Phật Đà dị biến có liên quan với khí vận, đây rất có thể chính là cái gọi là đại kiếp. Ngụy Uyên thở dài. Từ Phật Đà biểu hiện, có thể suy đoán ra tình huống sau khi cổ thần và vu thần giải thoát phong ấn. Chỉ là, chúng ta vẫn không biết siêu phẩm làm như vậy ý nghĩa ở đâu, mục đích ở đâu. Các siêu phàm nhíu mày không nói, bọn họ mơ hồ cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng, nhưng lại không thể chuẩn xác đâm thủng, giảng chi tiết. Nhưng lại còn thiếu một tầng cửa sổ giấy khó có thể đâm rách. Không phải chính vì thay thế thiên đạo sao? Cửu vĩ hồ vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy hứa thất an dành trước mình một bước, thở dài nói. Ta đã biết được chân tướng đại kiếp. Trong ngự thư phòng, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi biết. Atola đánh giá nửa bước võ thần, khó mà tin nổi một kẻ ra biển mấy tháng, là như thế nào biết bí mật đại kiếp kim liên đạo trưởng cùng ngụy uyên giật mình thấy hứa thất an gật đầu đám người dương cung tôn huyền cơ hơi động dung việc này phải bắt đầu nói từ khai thiên tích địa ở trong ánh mắt khẩn cấp mà lại chờ mong của mọi người hứa thất an nói ta biết tất cả bao gồm lần đầu tiên đại kiếp thần ma ngã xuống rốt cuộc sắp vạch trần chân tướng thần ma ngã xuống tinh thần mọi người rung lên chuyên chú nghe hứa thất an chậm rãi nói cái này còn phải bắt đầu nói từ thiên địa sơ khai thần ma sinh ra các ngươi biết bao nhiêu đối với thần ma a tô la dẫn đầu trả lời thần ma là thiên địa thai ngén mà sinh ra chào đời đã cường đại chúng nó không cần tu hành đã có thể nắm giữ sức mạnh to lớn dời non lấp biển mỗi một vị thần ma đều có linh quẩn trung tâm thiên địa giao cho mọi người chưa bổ sung a tô la nói đại khái chính là toàn bộ bọn họ biết về thần ma hứa thất an thở dài. Sinh ở thiên địa, chết ở thiên địa, đây là nhân quả tất nhiên. Nhân quả tất nhiên. Mọi người cau mày, không hiểu sao cảm thấy trong câu này có huyền cơ thật lớn. Hứa thất an chưa lấp lửng, tiếp tục nói. Ta lần này ra biển, đi ngang một hòn đảo, hòn đảo đó rộng lớn không cùng, theo hậu duệ thần ma sinh tồn ở trên đó miêu tả, đó là một vị thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo. Thần ma do thiên địa thai ngén mà sinh, bản thân là một bộ phận thiên địa, bởi vậy sau khi chết mới có biến hóa này. Mắt độ ách sáng lên, thốt ra. Phật Đà Phật Đà cũng có thể hóa thành a lan Đà, hôm nay hắn thậm chí trở thành toàn bộ Tây Vực, trong đó tất nhiên tồn tại liên hệ. Nói xong, Lão Hòa Thượng vẽ mặt chứng thực nhìn chầm chầm hứa thất an. Thần ma viễn cổ sau khi chết hóa thành hòn đảo, mà Phật Đà cũng có đặc thù tương tự, cũng chính là nói, phật đà cùng thần ma viễn cổ nói từ trên ý nghĩa nào đó là giống nhau mọi người ý niệm ung ùn linh cảm phát ra hứa thất an ra một tiếng chắp tay nói lần đầu tiên đại kiếp cùng lần thứ hai đại kiếp đều có mục đích giống nhau mục đích gì hoài khánh lập tức truy hỏi người khác cũng muốn biết đáp án này hứa thất an chưa lập tức trả lời tìm từ vài giây chậm rãi nói thay thế thiên đạo trở thành ý chí của cửu châu thế giới đất bằng dậy sấm mang các cường giả siêu phàm trong ngự thư phòng đánh cho ngây dại kim liên đạo trưởng hít sâu một hơi vị địa tông đạo thủ lòng dạ thâm trầm này khó có thể bình tĩnh mờ mịt hỏi ngươi ngươi nói cái gì hứa thất an nhìn lướt qua mọi người phát hiện vẻ mặt bọn họ không quá khác với kim liên đạo trưởng ngay cả ngụy uyên cùng triệu thủ cũng là một bộ dáng ngây ngốc thiên địa sơ khai cửu châu môn muội rất nhiều năm sau, thần ma sinh ra, sinh mệnh bắt đầu. Giai đoạn này, trật tự là hỗn loạn, chẳng phân biệt ngày đêm, không có bốn mùa, âm dương ngũ hành hỗn loạn một cục. Trong thiên địa không có linh lực có thể cho nhân tộc cùng yêu tộc tu hành. Lại qua rất nhiều năm, theo thiên địa diễn biến, vốn nên là ngũ hành phân, tứ cực định, nhưng mảnh thiên địa này lại không cách nào diễn biến tiếp, các ngươi biết vì sao hay không? Chưa có ai trả lời hắn, mọi người còn đang tiêu hóa tin tức long trời lở đất này hứa thất an liền nhìn về phía vạn yêu quốc chủ cử vĩ thiên hồ cố mà làm vai diễn phụ một lần tăng thể diện cho nam nhân thối nói đoán cũng đoán ra rồi bởi vì thiên địa có thiếu thần ma đã cướp đi lực lượng thiên địa thông minh hứa thất an khen ngợi nói tiếp vì thế ở thời kỳ viễn cổ một cánh cửa ánh sáng xuất hiện cánh cửa đi thông thiên đạo thần ma là quy tắc thiên địa biến thành cái này ý nghĩa bọn họ có thể thông qua cánh cửa này chỉ cần thuận lợi mở cửa ra thần ma liền có thể tấn thăng thiên đạo lạc ngọc hành giật mình nói đây là nguyên nhân thần ma tự giết lẫn nhau nhưng thần ma cuối cùng toàn bộ ngã xuống hoặc là thiên đạo hôm nay là vị thần ma nào đó lúc trước nàng hỏi ra nghi hoặc của mọi người ở trong ánh mắt của mọi người hứa thất an lắc đầu thần ma tự giết lẫn nhau linh quẩn trở về thiên địa kết cục cuối cùng là cửu châu cướp lấy đủ linh quẩn đóng lại cánh cửa thông thiên thì ra là như thế khó trách phật đà sẽ xuất hiện dị biến như vậy siêu phàm ở đây đều là người thông minh liên tưởng đến tình huống phật đà hóa thân tây vực tận mắt nhìn thấy đối với lời hứa thất an nói không có hoài nghi nữa sinh linh có thể hóa thân thiên địa thay thế thiên đạo thật sự là làm người ta khó có thể tin dương cung lẩm bẩm nếu không phải ninh yến nói ta thật sự khó có thể tưởng tượng đây là chân tướng vừa dứt lời trong tay áo hắn lao ra một đạo hào quang hung hăng gõ về phía đầu hắn ta mới là lão sư của hắn dương cung thấp giọng quát cái thước một câu vội vàng thu hồi vẻ mặt có chút xấu hổ tựa như ở trong trường hợp công khai đứa nhỏ nhà mình không hiểu chuyện quậy phá khiến người lớn rất mất mặt cũng may mọi người giờ phút này đắm chìm ở trong rung động thật lớn cũng chưa chú ý hắn. Ngụy Uyên đang nghe chuyện trên TV audio CV trầm giọng nói. vậy đại kiếp lần thứ hai đến là vì cánh cửa thông thiên mở ra lần nữa. hứa thất an lắc đầu. một lần này đại kiếp khác với thời đại viễn cổ, lần này không có cánh cửa ánh sáng, siêu phẩm đi ra một con đường khác, đó là tranh đoạt khí vận. tiếp theo, hắn mang tình hình cụ thể cắn nuốt khí vận có thể được tán thành, tự nhiên mà vậy thay thế thiên đạo báo cho mọi người trong đó bao gồm bí ẩn thủ môn nhân chỉ có thể xuất phát từ hệ thống võ phu thì ra nguyên do siêu phẩm tranh đoạt khí vận ở đây ngụy uyên dây dây mi tâm thở dài nói đám người kim liên đạo trưởng im lặng đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình tiêu hóa tin tức kinh thiên lúc này hoài khánh nhíu mày nói đây là kết quả giai đoạn này diễn biến hay là nói thiên đạo cửu châu vẫn luôn là có thể thay thế một điểm này phi thường quan trọng bởi vậy mọi người đều bừng tỉnh lại nhìn về phía hứa thất an ta không thể đưa ra đáp án có lẽ mảnh thiên địa này chính là như thế có lẽ như bệ hạ nói chỉ là tình huống giai đoạn này hứa thất an trầm ngâm nói hoài khánh vừa gật đầu vừa tự hỏi nói cho nên giai đoạn này cần một vị thủ môn nhân mà ngươi chính là thủ môn nhân dám chính chọn đạo tôn đạo trưởng mèo mướt đột nhiên nói Ta rốt cuộc biết đạo tôn vì sao phải sáng lập thiên địa nhân tam tông, tất cả cái này đều là vì thay thế thiên đạo, trở thành ý chí cửu châu. Nói xong, lão nhìn về phía hứa thất an, tự như muốn từ chỗ hắn chứng thực được đáp án chính xác. Hứa thất an gật đầu. Cắn nuốt khí vận thay thế thiên đạo, chính là biện pháp đạo tôn nghiên cứu ra, là hắn khai sáng. Đạo tôn khai sáng. Hắn thật đúng là nhân vật vô song từ xưa tới nay mà. Mọi người vừa thổn thức vừa chấn động. Ngụy Uyên hỏi. Những bí ẩn này, ngươi là từ chỗ giám chính biết được. Hứa thất an thản nhiên nói. Ta ở hải ngoại gặp giám chính một lần, lão vẫn như cũ bị hoang phong ấn, thuận tiện lại nói cho các vị một tin tức xấu. Hoang hôm nay lâm vào ngủ say, khi tỉnh lại lần nữa, quá nữa là trở về đỉnh phong. Lại, lại một siêu phẩm. Đám người hoài khánh chỉ cảm thấy đầu lưỡi phát đắng, vui sướng đánh đuổi Phật đà lấy về lôi châu không còn sót lại chút gì phật đà vu thần cổ thần hoang bốn đại siêu phẩm nếu liên thủ đại phụng căn bản không có cơ hội xoay người một chút hy vọng xa vời cũng không có hằng viễn đại sư luôn giữ im lặng vẻ mặt cay đắng nhìn không được mở miệng nói có lẽ chúng ta có thể thử phân hóa kẻ địch lôi kéo một vị hoặc hai vị siêu phẩm trong đó chưa có ai nói chuyện hằng viễn đại sư nhìn chung quanh cuối cùng nhìn về phía hứa ngân la quan hệ tốt nhất hứa đại nhân cảm thấy thế nào hứa thất an lắc đầu hoang và cổ thần là thần ma một kẻ ngủ say ở nam cương vô tận năm tháng một kẻ trôi giạt ở hải ngoại bọn nó không giống phật đà với vô thần lập giáo ngưng tụ khí vận một khi xuất thế điều đầu tiên phải làm khẳng định là ngưng tụ khí vận mà nam cương dân cư thưa thất khí vận mỏng yếu nếu ngươi là cổ thần ngươi làm như thế nào hằng viễn đại sư đã hiểu tiến công trung nguyên Thâu tóm ranh giới đại phụng. Tây vực đã bị Phật Đà thay thế, Đông Bắc khẳng định cũng khó trốn độc thủ của vua thần, cho nên bắt thượng thâu tóm Trung Nguyên là lựa chọn tốt nhất. hoang cũng tương tự. Vậy vua thần cùng Phật Đà thì sao? hằng viễn không cam lòng hỏi. A Tô La bật cười một tiếng. Đương nhiên là nhân cơ hội chia cắt Trung Nguyên, chẳng lẽ còn giúp đại phụng bảo vệ Trung Nguyên? Chẳng lẽ đại phụng sẽ mang ranh giới chấp tay nhường cho, bày tỏ cảm tạ? ngươi hòa thượng này thật sự ngu xuẩn độ ách la hán sắc mặt ngưng trọng ở trước mặt siêu phẩm bất cứ mưu kế nào cũng là đáng cười đáng buồn hứa thất an thở ra một hơi bất đắc dĩ nói cho nên ta vừa rồi sẽ nói rất đáng tiếc chưa tìm được biện pháp tấn thăng võ thần lúc này ngụy uyên mở miệng trái lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngươi đã tấn thăng nửa bước võ thần vậy đi tỉnh sơn thành một chuyến xem có thể diệt vu thần giáo hay không về phần nam cương bên kia mang người cổ tộc dời hết đến trung nguyên cái này đã có thể ngưng tụ lực lượng cũng có thể biến tướng suy yếu cổ thần giải quyết hai việc trên đây hứa ninh yến ngươi lại ra biển một chuyến có lẽ dám chính ở nơi đó chờ ngươi bệ hạ an bài đại thừa phật tử phải chứng thực nhanh một chút cái này có thể ngưng tụ khí vận tốt hơn nói hai ba câu liền mang chuyện kế tiếp làm an bài xong rồi đột nhiên sở nguyên chẩn hỏi Diệu Chân đâu, Diệu Chân vì sao không theo ngươi cùng nhau trở về? Ồ đúng, còn có Diệu Chân. Mọi người lập tức nhớ tới phi yến nữ hiệp. Hứa Thất An ngẩn ra một phen, trong lòng trầm xuống. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta trực tiếp truyền tống trở lại, bởi vậy vẫn chưa ở trên đường gặp nàng, nàng hẳn là không đến mức còn ở hải ngoại tìm ta chứ. Thành viên Thiên Địa hội đều hướng hắn chắp tay, tỏ vẻ tội này ngươi tới gánh. Kim Liên đạo trưởng biết nghĩ cho người ta, nói bần đạo giúp ngươi thông báo nàng một tiếng cúi đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư tán gẫu riêng lý diệu chân chính diệu chân à trở về đi phật đà đã lui hai gì chính hứa ninh yến đã sớm về rồi liên thủ với thần thù đánh đuổi phật đà tạm thời thái bình rồi bên kia im lặng hồi lâu hai vì sao không cho ta biết kim liên đạo trưởng giống như có thể thấy bộ dáng lý diệu chân mày liễu dựng ngược nghiến răng nghiến lợi. 9. Hứa Ninh Yến nói quên mất ngươi. 2. Ồ. Không tiếng động nữa. Kim Liên đạo trưởng buôn địa thư, cười tủm tỉm nói. Diệu chân quả thật còn ở hải ngoại. Hứa thất an ho khang một tiếng. Không tức giận chứ. Kim Liên đạo trưởng lắc đầu. Rất bình tĩnh, không có tức giận. Thành viên thiên địa hội lại hướng hứa thất an chắp tay, đừng tin lão tiền bạc hứa thất an sắc mặt ngưng trọng chắp tay hoàng lễ. Mọi người nói chuyện bí mật một lát, đều tự giải tán. Hứa ngân la chờ chút, trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Hoài Khánh cố ý giữ hứa thất an. Ta cũng ở lại nghe một chút. Vạn yêu quốc chủ cười tủm tỉm nói. Hoài Khánh không quá vui vẻ liếc nàng một cái, ngại là hồ ly tinh là kẻ không biết điều, da mặt dày, việc không đáng lo. Hoài Khánh giữ hắn lại thật ra không có việc gì lớn, chỉ là hỏi kỹ chi tiết trên đường ra biển, tìm hiểu thế giới hải ngoại. Hải ngoại tài nguyên phong phú, lấy không hết dùng không cạn, đáng tiếc thủy quân đại phụng năng lực có hạn, không thể đi xa, hơn nữa hậu duệ thần ma đông đúc, quá mức nguy hiểm, Hoài thánh tiếc hận nói. Hứa thất an thuận miệng phụ họa vài câu, hắn chỉ muốn về nhà cắm hoa đùa ngọc, đoàn tụ với vợ đẹp xa cách đã lâu. Cửu vĩ hồ đảo mắt như rang lạc, cười nói. Nói đến bảo bối, Hứa Ngân La thật ra ở giao nhân đảo cầu một món bảo vật cho bệ hạ. Hoài Khánh nhất thời có hứng thú, bao hàm chờ mong nhìn Hứa Thất An. Giao nhân châu. Hứa Thất An trừng mắt nhìn cửu vĩ hồ một cái, lại muốn chết. Cửu vĩ hồ lấy chân đá hắn, thúc giục nói. Giao châu đâu, mau lấy ra, đó là Minh Châu có một không hai trên đời, giá trị liên thành. Hứa Thất An nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, tính thuận nước đẩy thuyền, phối hợp hồ ly tinh quậy phá bởi vì hắn cũng muốn biết Hoài Khánh đối với hắn rốt cuộc là tâm ý gì. Vị nữ đế này là tâm tư thâm trầm nhất trong nữ tử hắn quen biết, hơn nữa có ham muốn quyền lực mãnh liệt, cùng hùng tâm tráng trí không thua nam tử. Thuộc loại nữ cường nhân loại hình lý trí loại hình sự nghiệp. Hoàn toàn khác với Lâm An công chúa ngu ngốc trong tình yêu kia. Hoài Khánh thân cận đối với hắn là xuất phát từ dựa vào cường giả, giá trị lợi dụng. Hay là phát ra từ trong lòng thích hắn, ái mộ hắn nếu thích, như vậy là sâu là cạn, là có chút hảo cảm, hay là yêu tận xương. Để giao châu đến nghiệm chứng một phen. Hứa thất an lập tức lấy ra giao châu, nâng ở lòng bàn tay, cười nói. Chính là nó. Giao nhân châu có màu trắng ngà, mượt mà trong suốt, phát ra ánh sáng nhạt, nhìn qua là biết giá trị liên thành, bất cứ nữ tử nào yêu thích châu báu trang sức, thấy nó đều sẽ vui thích. Hoài Khánh cũng là nữ tử, liếc một cái liền nhìn trúng, cho trẫm nhìn xem khẽ nâng bàn tay, giao nhân châu ở lòng bàn tay hứa thất an liền bay về phía Hoài thánh. Trên đường Hoài Khánh vẫy tay hút đến hạt châu, nhìn lướt qua tuyệt sắc yêu cơ đuôi cáo, mặt mang mỉm cười, lại nhìn nhìn hứa thất an vẻ mặt thành khẩn. Tiếp theo, nàng đưa tay tiếp nhận giao châu. Khoảnh khắc hạt châu vào tay, nở rộ ra hào quang trong vắt sáng ngời, tựa như bóng đèn hứa thất an đời trước, cho dù ở trong sắc trời gần buổi trưa, cũng đủ chói mắt, đủ sáng ngời vậy mà vẫn có thể phát sáng. Hoài Khánh khẽ cồ một tiếng, vẻ mặt và giọng điệu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Có hạt châu này, trong tẩm cung của nàng liền không cần đốt nến, hơn nữa ánh sáng của hạt châu trong vắt sáng ngời, so với nến lấp lánh hơn rất nhiều. Bảo bối tốt hiếm có đây. Nói xong, nàng phát hiện hứa thất an và cửu vĩ hồ vẻ mặt cổ quái nhìn mình. Nhưng vẻ mặt hai người không giống nhau. Ánh mắt cùng vẻ mặt hứa thất an có chút phức tạp, vui sướng, trêu tức, an tâm, dịu dàng, đắc ý, bất đắc dĩ vân vân. Hoài Khánh đã rất lâu chưa từ trên mặt hắn nhìn thấy tình cảm phức tạp như vậy. Cửu vĩ hồ là trêu tức, nhìn cười, cùng với một tia địch ý. Hoài Khánh băng tuyết thông minh, lập tức phát giác manh mối. Lúc này, nàng thấy cửu vĩ hồ ôm bụng cười to, vẻ mặt trêu đùa, cười tủng tỉm nói. Truyền thuyết chỉ cần tay cầm dao châu, nhìn thấy người âu yếm, nó sẽ phát sáng. Còn tưởng vô của một nước, đường đường nữ đế khác với số đông bao nhiêu, thì ra cũng giống với nữ tử tầm thường, rễ tình đâm sâu đối với một nam nhân phong lưu háo sắc. Chật chật, dấu thật sâu nha, bổn quốc chủ duyệt nữ vô số, thật sự không nhìn ra ngươi thích hứa ngân la như vậy. Hoài Khánh nhìn giao châu trong tay, sắc mặt tái nhợt, tiếp đó dâng lên đỏ ẩn say lòng người. Nàng chợt nhìn về phía hứa thất an, trong đôi mắt đẹp lóe ra xấu hổ giận dữ, tựa như lúc trước hứa ninh yến cùng Lâm An kết hôn, bị viên hộ pháp trần trụi vạch trần tiếng lòng nàng không ngờ hứa thất an lại dùng phương thức này ám toán mình cái này bệ hạ hứa thất an ho khan một tiếng vừa muốn làm nóng bầu không khí giảm bớt sự xấu hổ của nữ đế liền thấy gò má ửng đỏ của nàng lập tức biến thành tái nhật tiếp theo dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng giấu giếm bi thương nhìn hắn hoài khánh lạnh như băng nói ngươi có phải rất đắc ý hay không ừm đây là thái độ gì, thẹn quá hóa giận sao?" Hứa Thất An ngẩn ra một phen. Hoài Khánh lạnh như băng vung tay áo, mang dao châu ném trở về. Hứa Thất An đưa tay tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay, theo thói quen khởi động khí cơ, không cho nó chân thật tiếp xúc với bàn tay mình. Hắn bỗng nhiên hiểu nguyên nhân Hoài Khánh tức giận. Nếu lúc để người nắm giữ đối mặt người yêu thương, dao châu sẽ phát sáng, vậy lúc hắn cầm dao châu, nó lại không có bất cứ gì khác thường. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu hứa thất an ai cũng không yêu. Khó trách Hoài Khánh sẽ thất vọng, sẽ phẫn nộ. Nữ nhân này đầu óc xoay chuyển cũng quá nhanh rồi nhỉ. Hứa thất an vừa rồi cầm dao châu, thật ra giữa bàn tay và dao châu cách một tầng khí cơ. Như vậy sẽ không xuất hiện khác thường, khiến Hoài Khánh phát giác không thích hợp. Hơn nữa, càng một tầng băng khoan là, chờ Hoài Khánh biết đặc tính của dao châu, quay đầu hỏi hắn, Hạt châu sáng lên là vì ai? Cửu vĩ hồ gây sóng gió phụ họa, đúng, vì ai? Giờ thì quá xấu hổ rồi. Thở dài, hắn thu hồi khí cơ, cầm giao châu. Vì thế ở trong mắt cửu vĩ hồ cùng hoài thánh, giao châu nở rộ ra hào quang trong suốt sáng ngời. Sắc mặt lạnh như băng của hoài thánh nhanh chóng hòa tan, thất vọng cùng đau lòng trên mặt mày thu liễm, suy ngốc nhìn giao châu. Ai da, hứa ngân la thì ra luôn thầm mến người ta. Cử Vĩ Hồ kinh hô một tiếng, chớp mắt, chớp lông mi, ngượng ngập nói: "Cái này, cái này, chúng ta chủng tộc khác nhau, không thể yêu nhau." Ngươi cút, ngươi cút. Hứa Thất An hận không thể phun nước miếng đầy mặt nàng. Vì tránh cho xuất hiện một màn vừa rồi, hắn thu hồi giao châu, chấp tay nói: "Thần ra biển mấy tháng, về phủ trước một chuyến." Hoài Khánh chưa ngăn trở, khẽ gật đầu. "Ta cũng muốn đi Hứa phủ làm khách." Cửu vĩ hồ nũng nịu nói. Hứa thất an không để ý tới nàng, trong mắt trên cổ tay sáng lên, truyền tống trời đi. Cửu vĩ hồ lắc vòng eo nhỏ, uốn éo mông, chạy ra khỏi ngự thư phòng, hóa thành giải cầu vòng chạy đi. Người đi nhà trống, ngự thư phòng to lớn im ắng, hoạn quan và cung nữ sớm đã đuổi lui xuống, hoài khánh ngồi ở trong ngự thư phòng trống rỗng, nghe thấy trái tim mình ở trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Nàng ôm mặt mình, nhẹ nhàng phun ra một hơi cũng tốt, biến tướng truyền đạt tâm ý, củ khoai lang phỏng tay ở trong tay hứa ninh yến, nàng mặc kệ. Bắc cảnh Cửu châu địa lý chí ghi chú Xà sơn, không có cỏ cây, nhiều kim loại và đá, trong núi có rắn lớn, tên viết chút cửu. Thiết kỵ tỉnh quốc ở trên đỉnh xà sơn đúc tế đàn cao mười mấy mét, tế đàn đông tây nam bắc bốn phương hướng, là tháp thi thể hai tộc yêu mang chồng chất. Nạp lan vũ sư, tất cả chuẩn bị đâu vào đấy tỉnh quốc quốc quân hạ hầu ngọc cư đi lên tế đàn cung kính hành lễ trên tế đàn nạp lan thiên lộc đứng khoanh tay khẽ gật đầu bắt đầu hạ hầu ngọc Thư cầm lên cây đuốc ném vào trong chậu thang dầu hỏa nháy mắt bốc cháy chậu thang dâng lên ngọn lửa bốc ra khói đen khói đen cuồn cuộn ở xanh thẳm bầu trời tràn ngập rõ ràng có thể thấy được tỉnh quốc thiết kỵ trên núi chân núi đều buông binh khí quỳ rạp xuống đất ngón cái đè vào nhau bàn tay trái bao bàn tay phải nhắm mắt hướng vô thần cầu nguyện tính ngưỡng mấy vạn người giao hội cùng một chỗ rõ ràng không tiếng động nhưng rơi vào trong tay nạp lan thiên lộc lại là những tiếng triệu hồi to rõ tỉnh sơn thành nơi xa bức tượng vô thần tầm ầm chấn động khí đen tràn ngập ra lượng lờ hướng biên cảnh phía bắc bay đi khí đen xuyên qua thiên sơn vạn thủy chỉ dùng thời gian mười mấy hơi thở đã đến xà sơn cách mấy vạn dặm ở trên đỉnh xà sơn tản ra hóa thành một gương mặt mơ hồ mọi người trên xà sơn đều cảm giác được thiên địa ảm đạm giống như tiến vào đêm tối hạ hầu ngọc thư không dám mở mắt nhưng đã phát hiện một lực lượng to lớn khó có thể khống chế bao phủ cả xà sơn vu thần đến rồi tế đàn triệu đến vu thần trong lòng hắn chấn động vội vàng bài trừ tạp niệm càng thêm thành kính cung kính nạp lan thiên lộc hướng tới mặt người khổng lồ trên bầu trời hành một lễ Tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một cái bát sứ men xanh, trong bát đựng nước trong, trong nước bơi một con rắn đỏ to bằng chiếc đũa. Chúc cửu. Nó bị nạp lan thiên lộc phong ấn ở trong bát. Nạp lan thiên lộc cầm bát đặt ở trên bàn trải lụa vàng, lui lại mấy bước. Khuôn mặt người mơ hồ trên bầu trời mở ra cái mồm có thể nuốt sông núi nhật nguyệt, dùng sức hút một cái. Giao lông trong bát không thể tránh khỏi bay lên, thoát ly bát sứ men xanh, bị vu thần hút vào trong miệng mà các thi thể phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương hướng của tế đàn, tràn ra từng tia từng luồng huyết khí, cũng bị Vu thần hút vào trong miệng. Tuy Quốc vận viêm quốc chấp tay tặng cho Phật Đà, nhưng khí vận biên cảnh phía bắc coi như bù lại Vu thần tổn thất. Nạp Lang Thiên Lộc nghĩ, tuy thử ra con bài chưa lực của giám chính, rõ ràng lão trừ nâng đỡ hứa thất an tấn thăng võ thần, không có thủ đoạn khác nhưng Phật Đà cũng chưa khiến cao thủ siêu phàm đại phụng thương vong, hành động cắn nuốt lôi châu tiếng sấm to mưa lại nhỏ, bởi vậy nước cờ này của vua thần giáo, tổng thể mà nói là tổn thất cực lớn. Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí cảm thấy, Phật Đà lui dứt khoát như vậy, quá nữa cũng là ông tâm lý, dù sao tiện nghi chiếm hết, không cho vua thần giáo cơ hội ngư ông đắc lợi. Không bao lâu, cái miệng rộng vua thần mở ra chậm rãi khép lại, một thanh âm truyền vào trong tai Nạp Lan Thiên Lộc. Làm không tệ. Thanh âm này không thể phân biệt nam nữ, to lớn mà uy nghiêm. Nạp Lan Thiên Lộc vẫn duy trì tư thế hành lễ, không hề động đậy. Mau về tỉnh Sơn Thành. Thanh âm uy nghiêm truyền đến lần nữa, tiếp đó theo mây đen cùng nhau tiêu tán. Hứa phủ. Trong thư phòng, hứa thất an nhìn hứa tân niên đối diện bàn, nói. Tình huống chính là như thế. Hứa nhị lan tuấn tú vô cùng dây dây mi tâm, cảm khái nói áp lực này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp của đệ nên thừa nhận trừ tuyệt vọng phàm phu tục tử như đệ còn có thể làm sao bây giờ hứa thất an vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ đệ có thể phụ trách bày mưu tính kế mà quân sư quạt mo không cần ra trận đánh trận nói xong xoa cái đầu quả dưa của tiểu đậu đinh nói gần đây còn mơ thấy con sâu bự không trong lòng hứa linh âm bưng một đĩa bánh hoa quế mùa thu hoa quế thơm trong phủ hàng ngày đều làm bánh hoa quế có tiểu đậu đinh đáp mơ hồ không rõ ngày nào cũng nói muội sắp biến thành xương nhưng muội biến thành xương để sư phụ cùng bạch cơ gặm thì làm sao bây giờ nó cho rằng cổ là cốt của xương cốt dù sao ở trong cuộc sống mẹ cả ngày răng dạy nó xương cốt hai từ đồng âm nên linh âm bị nhầm có phải xương cứng rồi hay không hoặc là nói linh âm à hôm nay nấu canh sườn cho con hứa tân niên thở dài thì ra không hóa cổ khó thoát khỏi đại kiếp là ý tứ này siêu phẩm các hệ thống lớn nếu thay thế thiên đạo tu sĩ hệ thống này đều sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời cổ thần bảo hứa linh âm mau chóng tu hành hóa cổ là mang nó coi là thân tính để bồi dưỡng hứa thất an trầm giọng nói nếu hóa cổ linh âm sẽ biến thành cổ thú trí lực rất thấp chỉ tuần hoàn bản năng làm việc không thể giữ lại nhân tính đương nhiên ở trong mắt cổ thần, nhân tính thứ này hoàng không có ý nghĩa. Nếu hóa cổ không có di chứng lớn như vậy, cổ tộc đã sớm phản chiến cổ thần, cũng sẽ không một thế hệ truyền thừa lý niệm phong ấn cổ thần. Hứa Linh âm nghe xong, hàng lông mày nhạt dựng thẳng. Ngốc như bạch cơ sao? Vẻ mặt nó sợ hãi. muội và bạch cơ tám lạng nửa cân, lấy đâu ra tự tin kinh bỉ người ta? Hai huynh đệ đồng thời nghĩ. Chẳng qua, tuy chỉ số thông minh không đáng bàn tới nhưng tình cảm là không thể thiếu hứa linh âm nếu không có tình cảm sẽ biến thành cổ thú chỉ biết ăn đến lúc đó chính là cổ thú linh âm lui tới vạn dặm sinh linh tuyệt tích không có một ngọn cỏ bốn đại siêu phẩm đấy nghĩ thôi cũng tuyệt vọng hứa tân niên từng một tiếng tức giận nói quân sư đúng là quân sư lấy đâu ra đầu chó cẩu đầu quân sư quân sự quạt mo Đại kiếp là chuyện sau này, tuyệt vọng cũng là chuyện về sau, nhưng trước khi đại kiếp đến, thứ đại ca có thể làm còn có rất nhiều. Trong bốn đại siêu phẩm, Phật Đà đã thành thế, cho dù đại ca thành nửa bước võ thần, cũng không thể tùy tiện tiến vào Tây Vực, Phật môn không cần đi quản. Cổ thần không có thế lực phụ thuộc, đại ca trước tiên mang cổ tộc dời đến Trung Nguyên là được, sau đó chờ nó giải thoát phong ấn đi, không có biện pháp tốt hơn. Trái lại hoang cùng vu thần giáo, cần đặc biệt chú ý kẻ trước sau khi trở về đỉnh phong nói không chừng sẽ mang hậu duệ thần ma hải ngoại ngưng tụ lại thu vào dưới trướng đây là một thế lực cực kỳ khổng lồ đại ca cần sớm cho kịp phái người đi thu nạp hậu duệ thần ma mang bọn họ biến thành người mình kẻ sau vua thần còn chưa giải thoát phong ấn mà đại ca bây giờ là nửa bước võ thần có thể diệt vua thần giáo nhưng để cảm thấy hệ thống vu sư am hiểu bói toán sẽ không lưu lại lỗ hổng lớn như vậy nhưng em trai ta từ nhỏ đã có tư thái thủ phụ. Hứa thất an hài lòng gật đầu. Mặc kệ vu thần giáo để lại thủ đoạn gì, bọn họ chạy được hòa thượng không chạy được miếu, ta sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Về phần thu nạp hậu duệ thần ma, phái ai đi? Hứa tân niên nhìn phía ngoài cửa, lộ ra nụ cười cổ quái. Để chị dâu mới kia của đệ, cử vĩ thiên hồ đúng không? Hứa thất an nghe vậy, cũng học hứa tân niên dây dây mi tâm. Nếu không phải xem ở trên phần cô ta theo giúp ta ra biển, ta bây giờ nhất định mang cô ta treo lên đánh. Đại Lang xa cách mấy tháng đã trở lại, vốn mọi người đều rất vui vẻ, kết quả phía sau Đại Lang thình lình toát ra một hồ ly tinh phong tình vạn chủng, cười tủm tỉm nói. "Chào các vị muội muội, ta là yêu nữ của Hứa Ninh Yến, về sau chính là tỷ tỷ của các ngươi rồi." Hứa Thất An nói không đúng không đúng, nàng nói giỡn, hai chúng ta trong sạch, Nhật Nguyệt chứng giám nhưng không có ai tin tưởng hắn ai sẽ tin tưởng một người hàng ngày câu lan nghe khúc chứ tính cách hồ ly tinh chính là như thế sợ thiên hạ không loạn tìm chết khắp nơi hứa thất an đoạt lấy bánh ngọt của hứa linh âm sau đó ấn đầu của nó ép nó xuống nhìn muội muội cuốn lên kêu oai oái trong lòng hắn liền cân bằng hơn nhiều hứa tân niên không có một chút ý tứ giúp em gái út chủ trì công đạo ngược lại cầm hai miếng bánh ngọt nhét vào miệng không có việc gì để đi ra ngoài trước đi đâu đi xem kịch nội sảnh cửu vĩ hồ thưởng thức trà tay nhóm miếng bánh ngọt đảo qua lâm an cao mày mộ nam chi cười lạnh hứa linh nguyệt mặt không biểu cảm dạ cơ vẻ mặt u oán cùng với thẩm thẩm sợ yêu quái bàn tay nhỏ không biết đặt đâu mấy vị mùi mùi thật sự là không biết đùa cửu vĩ hồ cười nói ta cùng hứa ngân la trong sạch ngoài miệng nói trong sạch một câu một cái cắt muội muội. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.